Ủa, tại sao con mèo này rõ ràng lông nó có 3 màu, màu vàng, màu xám, màu trắng mà bà Sen lại gọi đây là con mèo hai thể? Còn cái con mèo tèm lem tút lút này nhìn vô rành rành là thấy nó là mèo tam thể thì bà Sen lại gọi nó là mèo ba thể. Bộ cái bà này nuôi mèo nhưng mà không biết phân biệt số lượng thể của con mèo hả ta? Chị ơi, có cái cách gọi con mèo thôi mà nhiều bạn thắc mắc, người nói mình là gọi sai rồi. Nếu mà ai coi kênh mình lâu hoặc là có để ý dưới phụ đề một xíu thì mấy bạn sẽ thấy cứ cái lúc nào mình nhắc tới nhân vật ba thể, hai thể thì mình luôn ghi hoa cái chữ đó. Mà tại sao mình lại in bông hai cái chữ đó lên? Tại vì hai thể, ba thể là tên riêng mà, đâu phải là tên cái loài mèo đâu. Đã là tên riêng thì con Sen nó đặt gạch ống đá viên gì cũng được, đâu có cần sự hợp lý trong cách đặt tên riêng. Giống như là hai cái con mèo trắng cam này nè, con có bộ lông vàng đậm á thì tên là Nhạt, con có bộ lông vàng nhạt hơn á mình đặt nó tên là Đuôi Khoan đó. Mèo trong tay Sen là của Sen, Sen muốn gọi gì là Sen gọi cái đó à. Nay mình sẽ nói lại lý do cái tên hai thể ba thể cho mọi người nghe. Ngày xưa lần đầu tiên mình gặp con ba thể, mình nói trời ơi con mèo gì mà nó có cái bộ lông kỳ dị dữ, mình thật sự là không biết cái bộ lông này thì phải gọi nó là con mèo thể loại gì luôn á. Thiệt ra tới giờ mình cũng đâu có biết phân biệt các loại mèo qua màu lông đâu. Nhà mình nuôi mèo như là cái nồi chè thập cẩm vậy á, đủ sai đủ mèo. Thì quay lại cái thời điểm mới gặp con ba thể, mình cũng lên mạng xem với cái bộ lông đó thì người ta gọi nó là mèo gì. Người ta nói mèo mà lông nó có ba màu gọi là tam thể, nhưng mà thiệt sự từ trong cái bộ đồ lòng là mình không có cam tâm gọi con này là tam thể nha. Tại vì trong nhãn quan của mình, con tam thể là phải cái con mà có cái phần trắng nhiều hơn, rồi nó có một tí vàng vàng pha ít đen đen, nhìn nó sang lắm. Còn con ba thể nhìn nó bị kỳ á. Nói thì người ta kêu mình nói quá cho con ba thể, nhưng trong mắt của mình thời điểm đó là lông của con ba thể nó xấu không điểm dừng. Với lại lúc đó chưa nuôi mèo, mình chưa có nhiều cái ý tưởng đặt tên cho tụi nó đâu. Thấy lông nó ba màu thôi mình gọi nó ba thể luôn. Với lại cái tên này mình thấy nó xấu thì nó sẽ phù hợp với con ba thể, tại vì con ba thể nó cũng xấu. Mà ông bà mình nói xấu xấu rồi tên xấu dễ nuôi. Còn tới con hai thể, dù là con hai thể nó có đeo khẩu trang trắng, đeo yếm trắng, nhưng nếu nhìn từ trên xuống, mấy bạn sẽ thấy chủ yếu nó như là cái ổ bánh mì pha tí nước tương vậy đó. Nhìn thấy có hai mèo thôi nên mình gọi nó là hai thể. Với cái nguyên nhân chính là gì? Dù là mình biết nó là mèo tam thể rồi, nhưng cái tên ba thể đã được dành cho mẹ của nó, mà con cái thì đâu có được hơn mẹ, nên là phải lùi về một bước, đặt là hai thể thôi. Kính trên nhường dưới cho dễ sống. Rồi coi tới đây cũng đừng hỏi tại sao con Đuôi Khoan với con Nhạt nó cũng là con của ba thể, mà con Sen không đặt tên theo cái format N cộng thể, mà lại đặt hai cái đứa này tên là Nhạt với Đuôi Khoan. Thì như mình nói đó, con không được hơn mẹ thì em cũng đâu có được hơn chị. Con mẹ là ba thể, con chị là hai thể. Giờ mà đặt theo cái format N cộng thể, không lẽ thằng Đuôi Khoan là một thể, còn chị bé Nhạt là không thể. Ê, tới đây nó cứng lắm luôn á. Nên hai đứa này mình đặt tên dựa theo đặc điểm màu lông nha. Đó, nay mình giải thích tường tận cái tên hai thể ba thể rồi. Mấy bạn vô đừng có nói mình là phải gọi là tam thể, nhị thể, hay là tại sao mèo tam thể mà cứ gọi là hai thể. Đừng có gì nữa nha, hai thể ba thể là tên riêng á. Ở chung với con Sen khùng này thì không có khái niệm đúng sai đâu, nó thích gì là nó gọi cái đó à.